Xin chào cả nhà. Tối nay mình kho thịt kho tàu ăn nha bà con. Hôm nay tại ăn đồ Tây đồ nhiều quá, bây giờ bắt đầu ăn đồ Việt mình lại cũng bắt đầu ngán rồi đó. Bây giờ kho thịt ăn với cơm. Bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị làm. Xin chào cả nhà. Tối nay mình luộc mình kho thịt kho nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ sẵn mình luộc hột gà. Mà bà con ơi, luộc hột gà bà con để chừng 2 muỗng chút xíu muối vậy nè. Cái hột gà nó chóc hết trơn à, nó không có dính nha. Chứ mình là mình không có để muối vô á, mình lột nhầm khi nó dính nó bể hột gà. Đó, bây giờ đâu mình luộc hột gà. Bây giờ nó 2 4 6 8 à. 9 10 11. Mình thích kho hột gà nhiều nha, mình kho 12 trứng đi. Mình luộc 12 trứng mà bà con nhớ để muối á, muối vô đằng cái hột gà. Cái mình luộc chín xong là nó chóc lóc và nó không có bị dính vô cái da. Chứ hồi xưa cái chị kia không có chỉ cho mình luộc trần ai vai cũ vậy đó, luộc khó lắm. Ngoài giờ luộc cái nó chóc lóc là dễ lắm nha bà con. Đây bà con ơi, đây mình lấy mình xắt thịt ra cục cục vậy ha, rồi mình trụng sơ nó nha bà con. Tại ở đây thịt heo á phải trụng nó mới được, không trụng nó con heo bên đây nó hôi lắm, không biết heo đây sao đó không biết nữa. Hồi xưa thì mình nhớ bà ngoại đâu kho rồi, má mình kho là không có trụng thịt nha, mà ở bên đây thì phải trụng trước, không trụng trước nó hôi lắm đó. Bây giờ mình trụng xong rồi mình mới đổ nó ra, phải trụng nước sôi trước chứ không trụng nó hôi gừng nó không biết sao nữa. Bây giờ mình đổ ra để mình rửa nó lại rồi mình mới ốp mình kho. Heo đây nó cũng ngon. Hồi nãy giờ mình làm gì không à nha, chứ không có ốp luôn trực tiếp thì cái kho nó không có ngon, không giống ở Việt Nam đó. Bây giờ bắt đầu mình đi ốp nó. Bây giờ bắt đầu mình bầm tỏi cho bà con. Tỏi đang mà bầm tỏi mình ốp thịt. Cay mắt ông nội ơi. Đó, bây giờ mình bỏ hết vô mình ốp cho nó thơm. Cay quá. Cay quá. Để vô hết đây nha bà con. Đó, bỏ vô hết. Bây giờ bắt đầu mình ốp nha bà con. Đó, mình để một muỗng bột ngọt vô. Một muỗng muối nhỏ. Đó. Bây giờ bắt đầu mình ốp và mình kho bằng đường thốt lốt nha. Ốp đường thốt lốt mình kho. Chắc cỡ 2 muỗng canh đó. Bây giờ đầu mình trộn lên. Mình trộn lên mình để ở đây cỡ 1 tiếng đồng hồ đi bà con, mình mới bắt đầu kho cho nó thấm gia vị á. Công thức à. Hành tỏi. Cái này chắc cũng cỡ 1 ký hơn 1 ký thịt. Chứ kho nhiều quá ăn không hết bà con, không có 2 vợ chồng à. Đây bây giờ bắt đầu mình để nước mắm vô nữa nha bà con. Mắm vô có 4 muỗng nước mắm đi đó. Mình ốp đây cỡ tiếng đồng hồ mình đã kho đó, thấy gì chứ mình trụng thịt sơ rồi mà mình ốp gì nó cũng thấm lắm bà con, cũng thơm lắm đó, thơm thấm lắm đó. Đó bây giờ mình để đây cỡ tiếng đồng hồ sau đi mình đi kho đó.
lộ cục gà nha bà con, hột gà chín rồi mình đi lộ cục gà đó, mình để này đây đi nha. Lạnh rồi tắm cho nó nguội mình lột. Bây giờ mình đợi nó nguội mình lột nha. Nè mà bà con mấy ông mình nói bà con nó gì đó, nó chóc hết trơn, nó không có dính cái hột gà đó, nó chóc vậy nè bà con, để muối vô là hột gà nó chân lùi vậy đó. Còn hồi đó mình không biết á, mình luộc xong rồi nó dính dính với nhau vậy đó. Đó là bà con thấy không nè, không có dính gì hết đó nè. Cái này cũng có người dạy nha, người chỉ lên ta chỉ mình đó, cái chị bà chị Tư đó làm chung hãng với mình đó, chỉ làm hãng mình chỉ đó. Trứng cút đồ cũng vậy nó, bà con muốn lùa luộc mà nó không có bể á, bà con để muối vô luộc. Không biết cái muối nó làm sao cái trứng gà nó chóc vậy nè, thấy không? Hồi đó mình lột xong rồi nó sức da chạy dậy cái trứng gà hết trơn à. Đó. Thấy không? Trên cùi à. Còn cái vỏ hột gà này nè bà con. Bà con bóp nhuyễn ra, bà con bỏ vô mấy gốc cây á, không có ốc sên nha. Không có mấy cái ốc đồ á, ở Úc người ta mình không có muốn xài thuốc á, mình bỏ nó vô là rau cải mình không có ốc sên. Đó. Rồi mình bóp nó nhuyễn ra, mình đem nó vô mình để mấy cái vườn cây rau của mình á, rau cải á là nó không có ốc sên. Cái này chỉ hết mình nha bà con, biến biết ra đâu làm gì nhiều chỉ hết. Đó, xong mỗi lần không biết mình đi loại nhà bà con quen mình thấy sao ta bỏ cái này vô mấy gốc cây, mình tưởng đâu làm phân, cái mình mới hỏi rồi ủa sao bỏ cái vỏ trứng gà chi vậy, rồi cái bác kia người ta mới nói, ta giải thích mình mới biết chứ đâu mình cũng không biết nữa. Thiệt nó đau lắm bà con, nó nhọn gì mấy con ốc sên nó trúng vô là nó đau, nó đâu có bò vô chi. Cũng hay nhiều khi mình đi đâu người ta nói cái gì mình cũng nên để ý mình nghe chút xíu vậy đó. Trời, nó chóc cái chân là dễ quá trời. Dạ bà con thấy không, nó không có bể gì á, ngộ thiệt á. Từ khi cái chị đó, bà chị kể về sao mình mừng lắm, tại mình lột nó dễ quá chứ một lần đó nó bị bể hết trơn à. Nếu mình nói với chị chứ là tụi em lột cục gà sao mà nó bể, nó cho nó bị hư hết trơn rồi. Chị Tư ơi, cái chị Tư quá chị và nó để chị cho trứng cút xuống vậy nè, em phải là để muối vô em lột cho nó chóc hết trơn nè. Rồi cảm ơn chị Tư nha, bà có coi viên này là cảm ơn chị đó, thấy không, chóc hết trơn không có trứng nào bể, 12 trứng là chóc hết 12 trứng luôn. Đó rồi, không có trứng nào bể hết nha bà con. Đó xong rồi, giờ mình đem cái này mình đi đổ vô trong cái gia đình của mình bóp nhuyễn nó ra, mình cho ốc sên nó không có ca vô, chứ ở đây ở Úc ốc sên dữ lắm bà con, không biết Việt Nam có không mình không biết, chứ ở đây ốc dữ lắm. Đó, xong bây giờ nước sôi rồi nha bà con, bây giờ bắt đầu mình để thịt vô, nãy giờ mình ốp nó đã tháo hoa xịt thấm rồi, bây giờ mình múc cho mình để vô. Đem em xuống để nó dằn cầm luôn. Rồi, vô xong. Ở đây mình có một lon nước dừa nha bà con. Nước dừa tươi mà ta để trong lon. Cái nước dừa này thơm lắm. Đó, bây giờ bắt đầu mình để một lon nước dừa vô. Đây.
nó sôi rồi mình mới bỏ, mình vớt bọt rồi mình mới bỏ trứng vô nha bà con. Mình bầm tỏi hơi to phải không bà con, mà không sao đâu, mình kho mà từ từ á là cái tỏi này nó cũng gã ra những nhừ hết trơn à. Cái máy hút nó ồn quá, đây mình tắt cái máy hút đi đó, nó im tĩnh chút xíu, máy hút nó hút ồn quá. Kho bằng đường thốt lốt ngon lắm bà con ơi, nó cái màu thịt nó đẹp lắm. Mà nó thơm cái cục thịt nữa. Thường thường kho cỡ 3 tiếng đồng hồ trở lên đó, nó mới ngon. Cái thịt nó mới thơm mà nó mềm. Lửa thì riêu á, chứ mình không thích kho cái nồi áp suất nha. Nồi áp suất kho nó không có ngon. Mình trụng thịt xong rồi đó bà con, là cái thịt nó không có còn bọt nữa, nó sạch lắm. Dưới đây mình nặn một trái tắc vô nha bà con, cho nó mau mềm thịt. Rồi bây giờ bắt đầu mình để trứng gà vô. Rồi mình dặn lửa nhỏ thôi. Mình thích co trứng gà một lượt á, đặng cho cái trứng gà nó cứng á, mình thích ăn thì trứng gà nó cứng cứng mới ngon nha bà con. Mình thì thích vậy, nhầm người thì người ta gần thịt đó gần ăn được người ta mới để trứng vô, giống như tùy theo sở thích của mỗi người á. Rồi bỏ vô xong mình cũng bớt lửa thôi chút. Nó có để nước mắm nhiều nha bà con, mình chỉ để ít thôi. Rồi chừng nào nó sắc xuống mà cái thịt nó mềm á, ăn được rồi đó, thì mình bắt đầu mới để nước mắm vô thêm, mình mới nêm nếm lại. Chứ để nước mắm vô trước cái sốt quá nhiều quá là nó sẽ bị cứng, cái cục thịt nó không có ngon, nó không có mềm. Đó cho nên mình không có để nước mắm vô trước. Nước mắm mình chỉ để ít thôi, một phần, giống như là 1/4 thôi. Rồi còn 3/3 nữa thì nữa mình mới để sao. Rồi bây giờ mình cứ bỏ vô riêu vậy đi chừng 2 tiếng nữa mới được, 2-3 tiếng nữa mới được. Thịt mình luộc rồi nó không có bọt nhiều bà con, nó không có bọt gì hết á, mình luộc sạch sẽ rồi nó có bọt. Bây giờ mình cứ cho nó nằm riêu riêu ở đó đi. Nãy giờ mình kho khoảng 40 phút rồi đó nha bà con. Bây giờ bắt đầu mình để nước mắm vô nha bà con. Chắc mình lường cỡ một giá đi trước đi. Rồi bắt đầu mình mới để nước mắm vô. Và mình tiếp tục kho thêm nữa. Mình không có để nước màu nha bà con, mà những cái màu nó rất là đẹp. Mình không có để nước màu. Giờ mình nêm thử coi nó làm sao. Còn hơi nhạt một chút xíu nước mắm nè. Tại mình ăn cái này mình chấm rau đồ hơi cứng cứng chút nữa. Kho với đường thốt lốt thì bà con không có cần để nước màu. Wow, ngon quá rồi. Đó. Rồi bắt đầu mình kho thêm chừng nửa tiếng nữa nha bà con, cho cái nước mắm nó thấm vô thịt nó mới ngon nữa đó. Mình kho review gì đó, lửa thiệt là nhỏ nữa, khói quá. Mấy thịt nó ngon lắm bà con, từ hộp đi nè, hộp ra cũng gì đó, rất là ngon. Nhà mình thì thích ăn hộp gà nó cứng cứng gì nha bà con, nó cứng ngon. Còn nhầm người thì người ta không thích thì người ta cứ đợi rồi người ta mới để vô. Rồi xong đó, mình kho thêm khoảng 20 phút tới 15 phút nữa là được rồi đó bà con. Đây thịt kho mình kho đã hoàn tất rồi nha bà con, bây giờ múc ra cho ông xã mình ăn đó.
Đó, kho bằng đường thốt lốt, không có cần để nước màu nha bà con, rất là đẹp. Đó. Đây, ăn với cơm thịt kho với dưa kiệu. Củ kiệu. À, bà con coi mà có thích thì cho mình xin một like và ủng hộ mình nha bà con. Đó. Thành thật cảm ơn nhiều.